Hello cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ là anh Ngô sẽ đi order đồ ăn. Mà cái cách order này á, là nó rất là phổ biến ở bên Mỹ nha mọi người. Người ta gọi là drive through. Thì cái này là mình chỉ cần tới đi ngang qua cửa sổ đó mình order, rồi mình chỉ lấy đồ ăn rồi không có cần phải vô trong nhà hàng nha mọi người, rất là tiện lợi. Nhưng mà trước tiên thì anh Ngô sẽ đi đổ xăng. Thì cái cách đổ xăng ở bên bên Mỹ nó cũng khác. Ví dụ như ở bên Mỹ không phải chỗ nào nó cũng giống nhau, hình như chỉ có ở bên Cali này thôi. Còn những cái nơi khác thì người ta cũng đổ giống như Việt Nam của mình là có nhân viên đổ. Nhưng ở đây là mình sẽ tự đổ. Thì cả nhà hãy cùng đi với anh Ngô nha. Đây này cả nhà ơi, bây giờ mình đã tới cây xăng rồi nè. Mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Thì đầu tiên, lúc nào mình cũng đút cái thẻ mình vô đây. Đó. Mình nghe nói là ở mấy cái bang khác của ngoại trừ Cali ra thì cũng có nhân viên đổ, nhưng mà hầu như ở bên cái bang tiểu bang California thì mình tự đổ nha mọi người. Mình hiện tại là mình đang nhập cái code của một cái chợ mà mình hay đi á, người ta kết nối với lại cây xăng đó mọi người. Thì mình nhập cái code, cái mã thẻ này vô thì mình sẽ được giảm giá đó. Đó, ví dụ như mình được bao nhiêu giảm nó bao nhiêu là trong đó nó hiện lên, được tích lũy điểm đó mọi người. Rồi mình bỏ thẻ vô, mình đang đợi nó trong quá trình nó process nè. Rồi bây giờ mình đổ thôi mọi người. Đây này mọi người, thì bây giờ đó mình tự đổ, xong khi nào mà nó đầy là tự nó tắt nha mọi người. Vậy thôi, đơn giản đúng không? Sau khi đổ xăng xong là mình đi order đồ ăn nha. Ở đây hơi ồn nha mọi người ơi. Xong cái này là mình đi chợ, mình order online luôn mọi người, chứ mình không có vô trong mình trong chợ nha. Mình tới mình lấy đồ ăn thôi. Mùa này mình giảm tới những chỗ đông người mới cũng đỡ, cũng rất là tiện, mình chỉ cần order online thôi. Hết hồn rồi. Đây, và bây giờ mình đang tới cái nhà hàng người Mỹ này nha mọi người. Cái chỗ mà mình nói đó, right through. Đây. Rất là tiện lợi, rất là phổ biến bên Mỹ này nha mọi người, nhiều nhà hàng như thế này lắm. Chỉ cần rằng đi ngang qua đây, đây là cái menu nè. Bây giờ mình sẽ order nha. Hey, can I have the number 8 2 carne asada but tacos okay and another burritos, carne asada burritos. Đây nha mọi người, bây giờ mình trả tiền. Thì cái chỗ này á, chỉ riêng biệt chỗ này nó hơi đặc biệt một xíu là mình không có trả bằng thẻ mà phải trả bằng tiền mặt nha. Xung quanh này là đa số nhà hàng của người Mỹ không mà mọi người. Như ở bên kia đó là có một cái tiệm bánh bakery cũng của người Mexico luôn ha. Đây đồ ăn đây mọi người. Cả nhà ơi, đồ ăn đã xong. Bây giờ mình sẽ đi tới chỗ chợ và mình cũng pick up thôi. Mình order online rồi, bây giờ mình tới mình lấy thôi. Bây giờ mình tới chợ rồi nè mọi người. Cái chợ này là chợ của người Mỹ.
ở gần nhà cho nên mình cuối tuần nào mình cũng đi cái chợ này hết. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên mình thử order trên online, mình tới mình pick up thôi, hạn chế vô bên trong. Thì để lát mình về chắc là mình sẽ review đồ ăn cho mọi người xem thử khi mà mình order online thì họ có lấy những cái đồ ăn tươi ngon cho mình không hay là sao nha mọi người nha. Đây cũng là lần đầu tiên cho nên mình cũng không có biết là như thế nào. Lát về mình sẽ review cho mọi người xem. Đây, cái khu vực pick up thì mình sẽ đậu ở trong này chắc. Đúng rồi. Đây, pick up thì mình tới đây và nó có cái số điện thoại này mọi người. Mình sẽ gọi cái số này. Giờ mình nói cái tên của mình, order thì họ sẽ mang ra cho mình. Mọi người thấy cái bó củi phía trước không mọi người? Bán đó. Ở Việt Nam mình cũng bán nhưng mà nó không có bán như ngoài chợ giống vậy ha. Còn ở đây là như vậy đó, bán vậy đó. Nó để ngoài, bên ngoài nha mọi người. Bên ngoài xong rồi mang vô bên trong tính tiền nếu như ai mua á. Nước đủ vậy nè. Thì đó, mình tới nhà rồi nè mọi người. Mình sẽ review cái đồ order hôm nay của mình đi chợ cho mọi người xem nha. Tự nhiên mình nói lần đầu tiên mình order online luôn, cho nên là mình không có biết là nó người ta chuẩn bị cho mình, người ta lấy đồ ăn cho mình có ngon hay không, tươi hay không. Đây thì cái này thì cái này là món của Ấn Độ nha mọi người. Mình thích ăn cái này. Giống như curry á, của người Ấn Độ đó. Hành. À đây. Quên hồi nãy nhớ không? Nhớ mình lúc mình mới đi mua đồ ăn xong cái mình order chai rượu không? Đó. Chai rượu này khoảng 13 đồng nha mọi người. Rượu vang đỏ. Bơ. Bơ nhỏ nhỏ nhưng mà ngon lắm. Cái gì đây? Trứng. Trứng nè mọi người. À. Còn cái này cái gì đây? À, cái này ngò rí nha mọi người. Đó. Cà chua. Lấy ra hết, lấy cho mọi người xem. Cái này gọi là gì, bông cải xanh hả mọi người? Mình không biết. Cam. Mấy trái táo. Trời ơi, mọi người thấy cái này không? Khổ ghê. Ớt á. Mà mình không có, mình thích ăn cái ớt của Việt Nam mình, nhưng mà cái chợ này nó không có. Thường thường mình đi chợ Việt Nam nó hơi xa. Khổ lắm, thèm ớt lắm nhưng mà phải ăn ở chỗ to đúng không? Ớt này là hình như của người Mỹ, nó gọi là jalapeno. Đó. Cũng cay lắm. Cũng được. Nói chung có gì ăn đó. Chứ bây giờ muốn đi chợ Việt Nam mà cũng chưa đi được. Cho nên là mình phải trồng cái ớt, mình đang trồng cái ớt đó mọi người. Nếu như nó thành phẩm thì mình sẽ show cho mọi người con cái ớt của mình. À, mình trồng nhưng mà không biết sao á. Ở đây khó trồng cái cây ớt ghê lắm. Đang trồng thử thấy nó cũng tươi tốt lắm mà không biết sao. Ở này thì cái gì? Đậu que hả mọi người ha? Đậu gì đó? Đậu que. Chua. Đây bịch cuối cùng là bịch thịt. Thì mình á, mình ít ăn thịt heo lắm. Mình chỉ thích ăn thịt gà. Thì mình mua thịt gà cái này là khoảng 9 đồng. 9 đồng nhưng mà mình là thành viên thì nó sẽ còn là 8 đồng nè nha mọi người. 7 đồng mấy là 8 đồng nè. Đó. Mình là thành viên lúc nào nó cũng rẻ hơn. Ok. Còn cái này ham mình hay mua để mình ăn sáng làm sandwich với trứng rồi đó. Là mình mang đi làm mình ăn sáng cho nó nhanh ha. Cái này cũng thịt gà nữa nè mọi người. Mà cái này là thịt đùi gà. Còn cái kia giống như ức gà vậy đó. Mình ăn gà không à. Cái này người ta gọi là salsa của người Mỹ luôn nè mọi người. Mexican food. Đó, hết rồi mọi người. À, để mình coi có receipt ở đây không. Bao nhiêu tiền à. Còn cái này nữa nè mọi người, mình mua cái ống hút. Mình ở nhà mình cũng có 4 cái rồi, đủ màu.
ống hút này là mình, như mình nói hôm bữa hình như mình cũng có review trong cái video kia đó, là bảo vệ môi trường đó mọi người, bằng inox. Thì mình uống xong thì mình sẽ rửa. Đây, nó có cái cây này nè, mình sẽ rửa, không sao hết. Mình không có xài ống hút nhựa hay là giấy, thì để bảo vệ môi trường nó bên đây nó khuyến khích dùng cái này, thì mình mua. Mình mua đủ màu hết, bốn cái này với bốn cái ống kia nữa là 8 màu đó. Rồi để mình coi cái receipt nè. Bên đây mình đi chợ rất là rẻ luôn. Thường thường mình đi mắc, à tại vì mình order có một số cái items nó không có hàng á, cho nên là hôm nay mình đi chợ là 53 đồng. Mà mình là thành viên cho nên nó giảm mình được nè. Nên nếu mà không phải là thành viên thì là 63 ha. Cái này nó giảm 9 đồng mấy 10 đồng nè. Mấy hồi mình hay đi, cứ một tuần mình đi trung bình là khoảng 80. Bữa nào cao nhất là 100 đô. Là mình mua những nhiều đồ lặt vặt nữa đó, gia vị rồi nữa thì nó lên như vậy. Còn bình thường mà chỉ là đồ ăn thôi á, thì nhà mình chỉ khoảng chừng 70 mấy 80 đồng đó. Xong rồi đó mọi người, bây giờ mình sẽ dừng cái video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.